chào các bác phụ huynh đến dự giờ học của chúng mình. Chúng mình hãy khoanh tay chào các bác nào. Chúng con chào các bác ạ. Chào các con. Nào. Để phần học của chúng mình vui, cô và chúng mình sẽ hát một bài hát cho tôi đi làm mưa với. Cô mời chúng mình sáng hàng xong cho để chúng mình cùng phối hợp theo bài hát nào. Đứng như này này đó, cho con hát cùng các bạn nhé. Chị ra ơi, chị ra ơi, con muốn chơi được xanh lá, hoa lá được tốt tươi. Cho tôi đi làm mưa ơi, chị ra ơi, chị ra ơi, cho hạt mưa lúc xa rồi, không đi mà làm trời. Chúng mình nhẹ nhàng ngồi xuống nào. Bạn nào mà cái chỗ ngồi chật chúng mình lên nhau, phía bên này cũng rộng rộng này, con lên đây với cô nào. Các bạn sau khi chọn
hơn nhiều con trai. Mình nhà ba là con trai, 16 con gái. Vâng. Hôm nay đi làm mua đấy, nó làm nhiều bạn trai chứ. Quá này nhiều bạn trai. Bao nhiêu bạn trai? 16 bạn gái thôi. Cô muốn. Đóng cửa rồi. Ô thì đi ba, không, ai ba phải nhanh lên, đi sắp đóng cửa rồi.
biển gây ô nhiễm môi trường biển và ô nhiễm môi trường sống của chính mình. Đây nữa. Đấy. Thậm chí cả các bạn nhỏ là làm theo, thì khi thấy người lớn làm thì các bạn sẽ cũng làm theo như thế. Và cũng vứt rác ra ngoài sông, hồ, ao, suối, gây ra rác thải nhựa rất là nhiều. Không chỉ ở một quốc gia đâu, chúng mình có biết là Việt Nam đứng thứ mấy về lượng rác thải nhựa đổ ra thái đất hàng năm không? Rất là nhiều quốc gia cũng bị tình trạng như thế. Trung Quốc, Indonesia. Cô mời chúng mình nhìn theo sơ đồ. Đây, cái đầu tiên không phải màu đỏ là của Việt Nam đâu, cái đầu tiên là của Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Việt Nam là đứng thứ tư về nước có lượng rác thải nhựa nhiều đổ ra thế giới, rất là nguy hiểm. Đến bây giờ nó thành cảnh báo rồi các con nhé. Trung Quốc là đầu tiên thì nước người ta rất là đông, nước người ta gấp 30 lần dân số của mình, đương nhiên cái tỷ lệ rác thải nhựa nó sẽ tăng cao. Nhưng Việt Nam là một nước rất là nhỏ, đứng thứ tư trên thế giới thì thật là cảnh báo rất là nhiều, đúng không? Trung Quốc là nước tỷ dân, mình nghe chưa? Đây, các con nhìn thấy không? Một bãi rác toàn rác thải nhựa luôn. Khi mà không được xử lý đúng cách thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường gì nhỉ? Ở trên cạn này sẽ ảnh hưởng môi trường gì? Môi trường đất. Mà ở đất thì có gì? Cây. Cây, cây cối cũng bị ảnh hưởng đúng không? Không thể nào mà tránh được. Đây. Thế theo các con thì ảnh hưởng của rác thải nhựa như thế nào? Bạn nào biết nào? Thank you.
trên rác bốn con với cá khô ấy, môi trường sau của người dân bị ảnh hưởng, dư luận luôn sinh hoạt hàng ngày trên cái nước mà bị khổ quá. Sao người dân nơi đây lại hay khắc phục chúng biệt? Anh cùng nhận được câu trả lời khiến nhiều người bất giác ra biển, một phần vì không khám mà lên một phần vì đã xây đổ rác ra tên ra biển. Bạn hãy nhớ rằng khi quăng rác xuống sông, xuống biển chính là bạn đang quăng rác vào bữa ăn của mình. Trái đất là một hệ sinh thái đơn độc, cũng là hệ sinh thái duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta đầu độc hay bắt buộc nó, chúng ta không còn hệ sinh thái nào khác. Chưa bao giờ đại dương đang dưới đe dọa tức như hiện nay. Những trường hợp khác khi quá nhiều, tất cả vì môi trường không tốt của chúng ta. Nó không giới rác thải nhiều bằng các hành động của mình. Nào, thế theo các con thì để giảm rác thải nhựa chúng mình phải làm gì? Các bạn dán khung ảnh này đẹp chưa?